Hello Vanessa xin kính chào quý vị. Thì trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay Vanessa xin chia sẻ cho quý vị cái thông tin tin vui cho những gia đình có trẻ em. Thì đây là cái loạt thông tin mới nhất họ đăng tải đưa về cái phần kế hoạch tiêm chủng cho những trẻ em mà dưới 12 tuổi. Thì vì là gia đình Vanessa cũng có con dưới 12 tuổi cho nên em sẽ đọc cái chi tiết về cái kế hoạch của bên FDA họ đã đưa ra cái dự định như sau ừ. thì đối với trẻ từ 12 tuổi trở xuống thì họ đưa ra cái hai cái dự định sẽ sử dụng trên thuốc của Pfizer và ừ. Moderna hiện đang nộp các cái dữ liệu và FDA đang xem xét và có thể chuẩn thuận trong cái thời gian very soon sắp tới. Thì họ đưa ra Pfizer thì họ nói rằng họ ước tính sẽ báo cáo cái đầy đủ cái dữ liệu cần thiết về vaccine cho trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi trong cái tháng này là tháng 9 nha quý vị. Và xin phép được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ngay sau đó luôn. Công ty còn nói thêm họ sẽ tiếp tục gửi các dữ liệu an toàn về vaccine cho trẻ từ 2 cho tới 5 tuổi ngay sau khi cái đợt từ 5 đến 11 tuổi họ... Ý công bố thì họ sẽ đến họ sẽ ra cái lịch cho 2 đến 5 tuổi luôn. Vậy là trong cái tháng 9 này chúng ta sẽ biết được cái cụ thể cái ngày mà vắc cho trẻ em từ 2 cho đến 5 tuổi và từ 5 cho đến 11 tuổi. Đó là hai đợt quý vị nha. Thế còn đối với các trẻ em mà ờ uh, từ 6 tháng tuổi cho tới 2 tuổi thì Pfizer nói là các dữ liệu an toàn vào tháng 10 hoặc vào tháng 11 của năm nay họ sẽ đưa ra. Đó, có nghĩa là trẻ em uh, từ 6 tháng tuổi cho đến 2 tuổi là đợt cuối cùng. Còn lại tất cả những quý vị nào mà có con em từ 2 đến 5 tuổi và từ 5 cho đến 11 tuổi thì trong tháng này chúng ta sẽ biết cái thông tin lịch trình uh, tiêm chích cụ thể nha quý vị. Và trong khi đó thì mô đô Đà hôm thứ năm cũng đã nói việc hoàn tất thử nghiệm chích uh, vắc xin cho trẻ từ 6 tuổi cho đến 11 tuổi hiện đang còn nghiên cứu và sẽ cần cái liều lượng cần thiết cho trẻ em nhỏ tuổi hơn và cái cuối tháng này thì họ mới đưa ra cái kết quả chính thức cuối cùng và cái lịch trình tiêm cuối cùng cho các em thì coi như là chúng ta sẽ chỉ cần chờ có thể là trong tuần sau họ sẽ công bố chi tiết và nếu như họ được chuẩn thuận ngay Thì có thể là trong ngay tháng này Thì trẻ em sẽ được tiêm ngay quý vị nha Thì đây là cái thông tin mới nhất của bên FDA Vào cái ngày thứ sáu họ đã họp Và họ đã đưa ra cái thông báo cuối cùng này đó thì Vanessa chỉ lên để thông báo ngắn gọn cho quý vị về cái thông tin về vaccine thôi và một chút nữa thì Vanessa sẽ live stream để nói về những cái tin tức về Covid-19 Thời sự của Mỹ cũng như của Việt Nam Và thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng đã vừa live stream và tuyên bố sẽ ngừng Đây sẽ là cái live stream cuối cùng của bà Hằng Và tại sao bà ấy lại ngừng thì Vanessa sẽ lên live very soon và chia sẻ cho quý vị các vấn đề này nha Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và rất mong quý vị đăng ký, like, share, ủng hộ cho Vanessa Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch Uh, và hẹn gặp lại quý vị một lát nữa nha. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.